Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn, nói chung là những ai chưa biết thôi. Chứ còn riêng về vấn đề mà mọi người mà nói chung riêng về dân chơi điện hay là dân về nghiên cứu này nọ hay sáng tạo gì thì mình nghĩ là chắc họ cũng biết hết rồi. Thì chung là mấy bạn đó thì mình cũng không dám nói gì, mình chỉ nói với các bạn nào mà chưa biết về cái vấn đề này thôi. Thì cái vấn đề này á, là các bạn muốn kiểm tra được một cái remote có sử dụng được hay không á, thì các bạn nói chung là cái cách này nó rất là đơn giản. Thì các bạn chỉ cần cầm một cái camera điện thoại lên, các bạn bật cái chế độ camera lên và các bạn cứ quay cái remote như thế này, và các bạn chỉ việc kiểm tra các cái nút bấm như này, nút nào bị liệt là các bạn sẽ thấy ngay. Thì các bạn cứ thử từng nút một, là bây giờ ví dụ như mình sẽ bấm nút này chẳng hạn, nút này ở trên đầu này, thì các bạn xem coi cái mắt hồng ngoại của cái này, cái phát hồng ngoại, cái đèn hồng ngoại này, cái này gọi là đèn hồng ngoại, thì mình cứ gọi nó là cái mắt hồng ngoại ha. Thì các bạn nhìn vô cái camera, nhìn vô cái camera tức là nhìn vô cái màn hình điện thoại của các bạn nha. Các bạn đang bật ở chế độ camera thì các bạn cứ nhìn vô cái màn hình của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nha, sẽ đưa gần lại hơn, bình thường sẽ không thấy gì, nhưng mà khi sau khi mình bấm thì không. Hoặc là mình sẽ bấm nút này thì các bạn có thấy cái đèn hồng hồng nó không, nó sẽ chớp chớp như thế đúng không, cái xung nhịp tín hiệu của nó. Thì cái này á, với cái đèn này á, các bạn bấm bên ngoài á, mắt thường không bao giờ nhìn thấy được cái tia này, tại vì cái tia này á nó là hồng ngoại, nó là sóng hồng ngoại, và với cái mức tần số như thế thì mắt mình không thể nào nhìn thấy nó được, mắt mình không thể nhìn thấy được. Nhưng mà đối với cái camera thì nó lại có thể nhìn thấy được ở với mức tần số như thế, ở với mức cái tần số như thế thì cái camera mình có thể là nhìn thấy được. Thì bởi vậy, chính vì cái lý do này mà cái những cái kính nhìn xuyên đêm như các bạn, xuyên đêm thì mình nói chung là mình nói sơ qua thôi, thì kính xuyên đêm thì nó có đến hai loại, là một loại khuếch đại ánh sáng, một loại là kính nhìn đêm bằng hồng ngoại. Thì riêng với cái loại khuếch đại ánh sáng thì nó phức tạp, thì mình chỉ nói sơ thôi, thì nó coi cũng có một cái bộ phận rất là phức tạp để khuếch đại cái ánh sáng, tức là ánh sáng của bầu trời các bạn. Ban đêm thì ban đêm chứ, nhưng mà các bạn vẫn, nếu mà để ý lên trời thì cũng nhờ cái ánh sáng sao trời á, sao trời thì lúc đó là cái lượng ánh sáng nó rất là yếu, thì nó có một cái bộ phận khuếch đại ánh sáng nó lên rất là nhiều lần và đưa ra cái màn hình cho các bạn xem. Cái loại đó thì duy nhất chỉ dùng trong quân đội thôi. Còn với cái loại mà mình muốn nói ở đây á, mà có cái ứng dụng với cái hồng ngoại này á, thì nó rất đơn giản, các bạn có thể tự tay làm được. Thì nó dùng bằng cái bóng hồng ngoại này, hoặc mình nói không đâu xa đâu, các cái camera an ninh á, nó cũng có cái này để nó có thể quay được buổi tối. Thì đó, thì nó lợi dụng cái mà camera có thể nhìn được cái tia này nè, thì nó thay như cái bóng này là một cái bóng đèn, rồi nó sẽ chiếu lên sao vào buổi tối, thì camera mình sẽ nhìn được thấy cái tia đó. Nói chung là nó thay giống y chang một cái đèn đó. Và mình cũng nói sơ là ở đây thôi, thì cái này là có thể dùng cái ứng dụng này để mình kiểm tra coi là cái nút nào bị liệt hoặc là bị hư, hoặc là remote còn xài được hay không. Rồi thì đơn giản thôi. Rồi mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip này. Rồi có gì thắc mắc thì các bạn cứ để lại cái nhận xét ở